Sông Sepol đoạn giáp với nước bạn Lào có chiều dài khoảng gần 60 km. Những năm qua do biến đổi của thời tiết, tình hình mưa lũ xảy ra thường xuyên đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến sông này. Hàng chục cho đến là hàng trăm hecta đất sản xuất của người dân bị cuốn trôi. Đặc biệt sạt lở đã lấn sâu vào gần các nhà dân cũng như là các khu vực chốt chặn của lực lượng chức năng, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trên tuyến biên giới. Đây là con đường bê tông kiên cố, người dân thông thương từ cửa khẩu Phủ Thanh sang Lào. Cơn lũ 2020, nó đã không còn nguyên vẹn. Không chỉ mất đường, hàng chục hecta đất sản xuất của người dân cũng đều trôi xuống dòng Sepol. Lụt thêm nữa là tới nhà dân, chúng tôi rất là lo lắng. Nhờ chính quyền địa phương và các ban ngành này giúp đỡ cho dân chúng tôi. Năm mùng sạt lở, chạy không kịp. Hiện sông Sepol có hàng chục đoạn sạt lở với chiều dài khoảng trên 10 km. Sạt lở nặng là trên 6 km thuộc địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo. Sông sạt lở lấn vào bờ từ 15 đến 60 mét, làm ảnh hưởng đến nhà ở và đất canh tác của khoảng 65 hộ dân. Đối với địa phương thì có giải pháp là đã bố trí các cái đất để đưa tất cả các hộ dân trong nguy cơ sạt lở lên vùng đất mới. Kiến nghị với các cấp có sự quan tâm để tạo điều kiện xây dựng cái kè để chặn sạt lở. Sạt lở trên sông Sepol không chỉ làm nguy hại đến nhà ở và đất sản xuất của người dân. 13 điểm chốt chống dịch của bộ đội biên phòng trên biên giới và một số cột mốc cũng có nguy cơ bị cuốn trôi trong những mùa mưa lũ tới. Về mùa mưa bão thì lực lượng bộ đội biên phòng đều phải là di dời cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ dọc sông Sepol, đặc biệt là các chốt phòng chống dịch trên biên giới để đảm bảo an toàn tính mạng và vũ khí trang bị cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Đồng thời là tuyên truyền vận động nhân dân ở trong khu vực bị sạt lở là phải di dời. Kiến nghị các cấp phải quan tâm có cái giải pháp để bảo vệ hiện trạng dòng sông Sepol, đảm bảo an toàn cho lực lượng phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Vấn đề sạt lở trên sông Sepol ngày một nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng cũng như tài sản của người dân và sự an toàn cho các điểm trực chốt của các lực lượng chức năng. Tính toán các phương án chống sạt lở là vấn đề rất cấp thiết, rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng để ngăn ngừa sạt lở bờ sông kéo dài.